Hello, xin chào tất cả người. Hôm nay thì mình sẽ làm một clip vui về vị tướng The Flash nhân ngày mà nó chuẩn bị ra mắt anh em ơi. Khá là vui, khá là thú vị khi mà thử xem cái ulti, cái chiêu cuối vị tướng The Flash vào hàng trăm con lính trong Liên Quân Mobile thì nó sẽ như thế nào anh em ơi. Thí nghiệm nhá. Và để mà làm được như thế này thì mình sẽ phải nhờ một bạn trong clan PTG vào phần đấu luyện và nhờ bạn ấy ra chặn lính giùm. Anh em nào muốn chơi như thế này thì cũng được nhưng mà hơi tốn thời gian một chút thôi. Tại vì hy sinh nói chung thì thử nghiệm cho anh em xem mà. Ok, mình đang chờ bạn Joker chặn lính anh em ơi. Nhờ bạn Joker chặn lính nha. Không cho lính của team xanh chạy sang đánh nhau với lính team đỏ. Đó, thế là mình sẽ đứng đây và chặn lính team đỏ để cho team lính đánh mình. Và mình không giết lính đợi bao giờ đủ đủ quá là nhiều quá nhiều lính thì mình mới bắt đầu chiều cuối nha anh em ơi. Ok, Joker thì có công việc là dọn lính thôi, dọn lính bên xanh thôi, không cho nó chạy sang bên đỏ. Ok rồi, và trong clip này thì chắc là mình sẽ phải đợi khá là lâu anh em ơi. Hiện tại thì mình đợi đến phút thứ 11 rồi anh em ơi. 10 phút à, 11 phút cuộc đời trôi đi rất là nhanh và cũng như là thật sự rất là lãng phí luôn anh em ơi. Đó, chủ yếu là làm clip cho anh em, thế nên là cũng phải hy sinh cái thời gian này của mình. Đó, 11 phút cuộc đời vô nghĩa khi mà đứng trong game mà cứ nhìn con lính nó đánh mình thôi. Ok, và khi mà chiêu cuối được ấy thì chắc chắn với anh em một điều là nó rất là nhanh. Đó, tích tích lính phải đến hàng mấy chục phút, mà khi mà giết đàn lính thì rất là nhanh thôi. Chỉ cần một chiêu cuối trong đúng mấy giây thôi là đã bốc hơi rất là nhanh rồi, lính bốc hơi rất nhanh rồi. Đó, vậy nên là anh em thấy clip này có sự cố gắng của mình hoặc là thấy hay thì anh em nhớ like, đăng ký kênh giúp mình nha. Ok, và cập nhật những thông tin mới nhất đến từ kênh YouTube của mình. Ok, Joker ơi, bạn giết hết sạch lính đấy đi, không lính nó sang chỗ mình là hơi bị rắc rối đấy anh em ơi. Đó, hiện tại thì lính cũng khá là đông rồi nhưng mà vẫn chưa được nhiều cho lắm anh em ơi. Đông thì đông thật nhưng mà nói về nhiều thì vẫn chưa nhiều. Đó, mình phóng to cho anh em xem này. Đó, phóng to cho anh em xem nha, nhìn rất là phê luôn. Trời ơi, lính nó to quá mà giờ Flash đứng trong cái đàn lính màu đỏ này thật sự cũng không nhìn thấy vị tướng đấy đâu. Tại vì là sao anh em ơi? Tại vì là giờ Flash có ngoại hình đó là màu đỏ mà lính thì màu đỏ luôn. Đó, ôi đừng 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 đừng, trời ơi. Thôi thôi xong rồi anh em ơi, phá hết đàn lính của tôi rồi. Thôi xong rồi. Bạn ơi giết hết lính đi, giết hết quân xanh đi. Trời ơi, mình mất chỗ này mất hai ba đàn rồi ấy. Thôi nó theo chiều gió rồi anh em ơi. Công cốc xuất từ nãy mấy phút nhỉ? 2 phút rồi, công cốc mất 2 phút cuộc đời mà lính lại chạy. Ôi lấy, sao nó chạy nhiều thế, bây giờ lính còn ít thế này. Lính còn ít quá anh em ơi, lính còn ít quá, trời đất ơi. Thôi thôi, nó phá nát cả nhà rồi kìa. Ok, bây giờ mình đang đợi chờ lính đây. Từ từ bạn ơi, dọn hết sạch toàn bộ lính ở khu vực dọn hết lính màu xanh đi rồi sau đó bắt đầu tích lại từ đầu nha anh em ơi, tích lại từ đầu nhá. Đó, không biết chém gió cái gì cho nó hết thời gian. Bây giờ hiện tại phút thứ tư thật sự không biết chém gió kiểu gì để cho thời gian trôi đi nhanh anh em ơi. Bây giờ chắc là đợi khá là lâu nữa ấy. Mình sẽ cố gắng đợi đến phút thứ 20 nhá. Mình sẽ cố gắng đợi đến phút thứ 20, còn 6 phút nữa để có thể là kết liễu cái trận đấu và thử cho anh em xem cái chiêu cuối vị tướng The Flash chúng ta có nó chạy nhanh như thế nào khi mà có rất nhiều lính quay xung quanh. Ok rồi. Và khi mà anh em chơi như thế này thì anh em vào map đấu solo thì lính nó sẽ ra nhanh hơn nhá, hơn là cái map mà anh em đấu luyện với map 5 năm. Map 5 năm thì lính nó ra muộn hơn, lâu hơn, nhưng mà chơi ở map này thì anh em sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Ví dụ 15 phút thì lính ra cực kỳ nhanh luôn. Đó, hiện tại giờ là phút thứ 15 rồi, 15 phút cuộc đời trôi trôi đi rồi anh em ơi. Trôi đi rất là vô nghĩa luôn. Chỉ là một cái kết. Thật ra thì mình biết chắc một điều thế nào anh em cũng tua rồi. Đó, xem những clip như này anh em rất là ngại xem những cái kiểu là mình tích tích lính đó. Nói chung thì anh em chỉ muốn xem kết quả thôi. Bỏ mặc 20 phút cuộc đời của mình. Sau đó là anh em xem mỗi cái chiêu cuối của vị tướng The Flash vào đống lính này nó như thế nào. Ok, nhưng mà nếu mà anh em xem như vậy thì nhớ để lại một like và đăng ký kênh giúp mình nha. Nhớ đăng ký kênh giúp mình với. Mình đang cố gắng làm sao kênh YouTube của mình đạt được 400.000 subscriber sớm nhất có thể, và lúc đó thì mình sẽ cố gắng tạo đấu giải để có thể cho anh em chơi khi mà mình phát trực tiếp livestream nha.
Ok, thế nên là anh em cố gắng sắp cho mình thật là nhiều đăng ký kênh. Ai có hai ba nick thì ném hết vào đây, hai ba nick Gmail hoặc là kênh YouTube thì ném hết vào đây, đăng ký hết vào cho mình đấy đó, để đạt chỉ tiêu nhanh. Ok, trời ơi mình phóng to lên nhìn phê vãi anh em ơi. Anh em có thể nhìn thấy trên bản đồ nhỏ nhỏ kìa, có rất là nhiều chấm đỏ đỏ xung quanh người vị tướng The Flash, và hiện tại giờ quá đông rồi. Chỗ này mình mà không lên cái đồ máu, nếu mà mình không lên đồ thủ từ đầu ấy thì chắc chắn là sẽ bị lính giết chết đấy. Thế nên là mình đã lên được ba cái trang bị phù chú trường sinh rồi mà. Đó, và mang pháp bổ trợ hồi máu à, cấp cứu. Ok, phóng xa cho anh em xem này. Nó khá là đông rồi đúng không nhỉ? Ôi trời ơi, sao mỗi lần ra rất nhiều thế. Lính nó chạy hết rồi anh em ơi, trời đất ơi. Sao chạy nhiều vậy? Chúng ta còn 3 phút nữa. Chúng ta có 3 phút nữa để thử nghiệm cái chiêu cuối của vị tướng The Flash. Ok, trời ơi, rất là đông luôn. The Flash chúng ta đứng trong một đám lính rất là nhiều. Hiện tại thì mình đang có mặt ở bản chính thức Liên Tô Bay Việt Nam nhá, chứ không phải bản thử nghiệm đâu. Đó. Các bạn là có, wow, anh em nhìn nhờ rất nhiều chấm chấm đỏ đỏ xung quanh người vị tướng The Flash này. Đó. Sợ thật đấy. Chúng ta còn 2 phút nữa thôi. Ok, mình sẽ sử dụng từ từ, mình sẽ phải đợi đến chắc là đợi đến phút thứ 20 cho nó nhiều nhiều một chút nữa. 2 phút thì cũng là mấy đàn lính đấy anh em ơi. Cái này map này thì ra rất nhanh, 1 phút và anh em ra cực kỳ nhiều lính luôn. Ok. Wow, rất là đông rồi. Mình thích xuất từ vừa nãy giờ, bây giờ rất là đông rồi anh em ơi. Rất nhiều lính rồi nha. Ok, mình đang chuẩn bị công việc, chuẩn bị là sử dụng chiêu cuối anh em ơi. Bây giờ có lẽ là mình sẽ phải bán đồ đi. Bán đồ đi để có thể lên đồ phép nhá. Hiện tại thì có ít vàng quá, có 1900 vàng thôi. Đó, mình sẽ phải bán đồ đi và lên đồ thủ. Bán từ từ thôi, bây giờ mà mình bán hết là lính nó đập chết luôn đấy. Ok, vậy nên là bây giờ mình sẽ bán rất là từ từ nha. Lên đồ phép đi. Ok, hai cái vương miện này. Ôi chết 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 chết, wow, đông vãi. Anh em có thể nhìn thấy rất là nhiều lính lúc này. Đó, rất là nhiều lính luôn. Bây giờ thì mình sẽ lên tiếp một cái vương miện tiếp. Ok, lên nốt cái sách phép. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng chiêu cuối cho anh em xem nha. Chuẩn bị này anh em ơi. Chuẩn bị nha, thật xem thật là kỹ này. Ok, wow. Trời đất ơi, phê vãi anh em ơi. Rồi, xong rồi. Ok, trời ơi, phê chưa này. Wow, anh em có thể nhìn thấy là một đàn lính đi rất là nhanh, 20 phút cuộc đời của mình. Đó, 20 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ tua chậm lại cho anh em nha. Tua thật là chậm lại để cho anh em xem qua về cái chiêu cuối vị tướng The Flash khi mà sử dụng vào rất là nhiều lính. Wow, 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 wow. Trời ơi, nhìn lính này, phê vãi trưởng. Sau đó là mình được cộng rất nhiều vàng khi mà hạ gục được rất nhiều lính này. Đó, sử dụng chiêu cuối thì có vài giây thôi. Nhưng mà để mà làm được ra một cái clip như thế này mình đã phải mất 20 phút đấy. 20 phút đứng không đấy anh em ơi. Rồi, cái clip về vị tướng The Flash kèm theo là một cái clip vui cho anh em để anh em giải tỏa sau những cái mùa thi của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã cố gắng theo dõi clip này của mình. Bye bye.